Em xin chào toàn thể quý vị và anh chị và các bạn đã quay trở lại với siêu thị ô tô Lê Thùy. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2021 tại địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Để được đang xem livestream này của em thì mọi người hãy đang cần tìm kiếm những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi hay là dòng 7 chỗ ngồi hay là những mẫu sedan thì chúng ta hãy comment ngay phía dưới để em sẽ giới thiệu chi tiết tất cả các đầu xe bên em mà và cho anh chị tham khảo nhé. Đây là tất cả các đầu xe bên em này. Anh chị nào mà quan tâm thì đến mẫu xe nào thì chúng ta cứ comment phía dưới để em sẽ giới thiệu chi tiết tất cả các đầu xe bên em cho anh chị tham khảo. Ngay bây giờ em sẽ ra bên ngoài trước nhé. Ở bên ngoài này thì cũng có 3-4 mẫu xe để cho anh chị tham khảo qua đây. Thì trước mặt em đây đó chính là mẫu Mitsubishi Actrail. Và chiếc xe này thì sản xuất năm 2016 anh chị nhé. Và sử dụng động cơ của xe là 1.2 số sàn. 1.2 số sàn này, Mitsubishi Actrail 2016 cho anh chị đây. Đó, 255 triệu đồng. 255 triệu đồng anh chị nhé. Mitsubishi Actrail đây ạ. Và tiếp theo thì bên này đây thì chúng ta có đây chính là mẫu xe Toyota Vios. Và chiếc xe này thì được sản xuất năm 2014 này. Và động cơ của xe thì là 1.3 số sàn và chiếc xe này là biển Hà Nội đây. Và chiếc xe này thì bác chủ cũng đã độ lên cục gương rồi. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 295 triệu đồng. Xin chào anh Khánh Ma Thế, xin chào anh. Vios trắng thì hiện tại nhà em đang chào là 389 triệu đồng. Vios bản e số tự động 2017 anh nhá, màu trắng đấy ạ. Xe bán tải chạy dầu nhà em có đời 2015 anh ơi. Xe 7 chỗ máy dầu nhà em có Kia Rondo anh ơi. Xin chào anh Bắc Hàn nhá và xin chào anh Hoan Phạm ạ. Vios thì nhà em có rất nhiều luôn, Vios số sàn 2018 bản e. Và bên em đang chào bán với giá là 385 nhá. Xin chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nhá. Và tiếp theo thì ở bên này đây nhà em vẫn còn thêm mẫu xe nhập này cho anh chị đây. Mẫu xe nhập đây ạ. Chiếc xe Vios số tự động 2009, động cơ 1.6. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là... với mức giá cho chiếc xe này là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng. Xin chào anh Nam Dương ạ. I10 mà số tự động đúng không anh? I10 số tự động nhà em này đang... hết hàng rồi. Xin chào anh Tân Chu nhé. Cửa hàng bên em tại địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp ạ. Anh chị hãy lên Google Map, anh chị cứ gõ ra nó sẽ ra nhé. Hoặc là liên hệ trực tiếp tới chị Thùy để chị Thùy sẽ chỉ đường cho anh chị đi ạ. Đây, mẫu xe Toyota Vios này, cho anh xem xe khoảng 200 triệu với ạ. Anh ơi, nếu mà tầm xe 200 triệu của anh thì hiện tại anh em đang có là hơn 200 đi anh, hơn 200 thì nhà em rất nhiều nhá. Hơn 200 đi ạ. Mitsubishi 250. Anh Xuân Quang ơi, anh Xuân Quang hãy liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em nhé. Qua số điện thoại chị Thùy đang ghi ở trên livestream đấy ạ, là 0789299111 ạ. Đấy. Và tiếp theo thì ở đây nhà em có đây chính là mẫu xe Innova đấy ạ. Mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2008 và sử dụng động cơ của xe là 2.0 số sàn bản G anh chị nhé. 2.0 số sàn bản G, xe rất là đẹp luôn. Và nếu anh chị nào mà muốn xem video của chiếc xe này vào buổi sáng ấy, nhìn xe nó rất là mới và đẹp long lanh luôn. Phần nội thất bên trong thì khỏi phải bàn luôn. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng. Và tiếp theo thì bên này đây nhà em có đây chính là mẫu xe đây chính là mẫu xe Kia Carnet 2016 này, 2.0 số sàn và đăng ký là 7 chỗ ngồi. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe Kia Carnet này với mức giá đó chính là 300 triệu đồng. Xin chào anh Thành Vũ nhá. Hôm nay chị Lê Thùy lại nghỉ rồi. Hôm nay chị Lê Thùy chị không like cho hôm nay anh chị nhá. Hôm nay có việc bận ạ. Xin chào anh Thành Cao ạ. Mazda 3 hiện tại nhà em có anh nhá, Mazda 3 2015 ạ. Mazda 3 2015 màu trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn. Vios 2017 biển ở đâu ạ? Mà Vios 2017 thì anh đợi em chút thì em sẽ quay cho anh xem.
Ok anh Xuân Quang nhé, anh Xuân Quang cứ liên hệ trực tiếp với chị Thùy ạ. Mazda 3 đúng không anh? Mazda 3 đây anh ơi, Mazda 3 đây ạ. Đây anh chị nhá, Mazda 3 đây ạ. Mazda 3 sản xuất năm 2015 này, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn. Biển 98 Bắc Giang anh chị nhá, biển 98 Bắc Giang đây. Đấy, anh chị nào muốn xem biển thì biển đây nhá. Biển xịn luôn đấy, 2015 ạ. Và bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng nhá, 455 triệu đồng. Innova 2017 số sàn hay gì anh ơi? Innova 2017 số sàn thì nhà em có đấy ạ. 550 triệu đồng, 550 triệu đồng anh nhá, Innova 2017 đấy ạ. Vios thì nhà em rất là nhiều luôn nhá. Anh chị nào quan tâm đến Vios thì đợi em chút xíu em sẽ quay cho mọi người xem. Asen nhập khẩu số sàn, quay anh xem với. Asen nhập khẩu mà số sàn hiện tại lại nhà em lại đang hết hàng rồi. Nếu mà anh quan tâm thì anh có thể tham khảo sang dòng khác được không ạ? Như là dòng Hyundai Accent bản Việt Nam cũng được này. Đấy, cũng chạy rất là đầm và chắc luôn ạ. Đấy nhá, Vios, đây là Mazda này, Mazda 2015 này, Mazda 3 đây, biển Bắc Giang đây, 455 triệu đồng đây. Xe rất là đẹp luôn này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới mọi người mẫu xe Ford đây ạ, Ford Mondeo, động cơ 2.5. Ford Mondeo này, động cơ 2.5. Xin chào anh thời sự truyền hình ạ. Có vận chuyển về Quảng Ngãi không anh? Có anh ơi. Nhà em sẽ vận chuyển tận nơi đến tận nhà cho anh xem nhé. Anh chỉ cần ưng chiếc xe nào thôi, bên em sẽ có nhân viên đánh tận vào tận nhà cho anh xem. Đấy, hoặc là nếu mà anh ở trong anh có chốt ấy, kiểm dịch ấy, thì anh phải ra chốt để anh nhận xe nhé. Đó. Vios khoảng 250 triệu ạ. Vios khoảng 250 triệu thì anh có thể tham khảo cho em mẫu xe Vios số tự động 2009 nhá, 1.6 nhập khẩu Đài Loan và bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng nhá, 245 triệu đồng ạ. Tiếp theo thì ở trong này đây nhà em có, đây chính là mẫu xe Hyundai i10 được sản xuất năm 2015 và đăng ký lần đầu là 2016 cho anh chị này. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 245 triệu đồng, biển Quảng Ninh, xe rất là đẹp luôn. Hyundai i10 2015, đăng ký lần đầu 2016, 1.0 số sàn mà bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Hỗ trợ được cho anh chị làm trả góp chiếc xe này lên đến là 50% giá trị của xe đây. Và tiếp theo nữa đó chính là hỗ trợ cho anh chị bao rút hồ sơ. Xin chào anh Hiếu Tôm, mình muốn mua Corona Artist 2010. Thì nếu mà 2010 đến 2011 hiện tại nhà em lại không còn rồi anh ơi. Xe tô số sàn hiện tại nhà em có anh Phạm Phúc nhá. Xe tô số sàn 2018 này, form cũ này và 2019, anh đang quan tâm đến dòng nào ạ? Làm form cũ hay là form mới để em sẽ quay cho anh xem nhá. Đúng rồi anh ơi, nhà em đang có cả hai đấy ạ, xe tô form cũ lẫn form mới, 2018 và 2019 ạ. Nếu mà anh quan tâm thì anh đợi em chút em sẽ quay cho anh xem. Anh đang quan tâm đến form nào anh hãy ghi ra nhé, để em sẽ quay cho anh xem. Đây chính là phần nội thất bên trong của xe đây. Ghế da rất là đẹp luôn này. Đó, ghế da rất là căng và bóng bẩy là Kia Seato số sàn 2018 đi. Ok anh Thu Trường nhá. Đợi em chút xíu ạ. Đây, phần option bên trong chúng ta có đề lỗ thông minh này. Đây là động cơ 1.0 số sàn bản đủ của i10 2015 anh chị nhá. 245 triệu đồng ạ. Nội thất bên trong rất là đẹp luôn này. Kia với Vios tầm 250 triệu có số sàn không ạ? Nếu mà tầm đấy thì nhà em lại không có rồi anh ơi. Tầm đấy thì nhà em lại không có nhá. Đây anh chị nào quan tâm đến Kia Seato số sàn này 2018 thì tham khảo luôn cho em nhá. Đây ạ. Kia Seato 2018 số sàn động cơ 1.6 cho anh chị đây. Form dáng của xe thì rất là đẹp luôn, mâm la răng thể thao. Mâm này là mâm la răng phay anh chị nhá. Và tiếp theo nữa là giá bên em đang chào bán với giá là 435 triệu đồng anh chị nhé. 435-2018 được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh, nhưng chỉ ở với form của 2018 thôi nhé. Còn lên 2019 tính năng thông minh đã cắt đi hết rồi. Đấy là phiên bản số sàn nhé. Còn đây ngay bây giờ em sẽ vào bên trong để cho anh chị tham khảo qua với phần nội thất và những option bên trong. Thì đây, đây chính là phần nội thất bên trong của xe đây anh chị này. Anh chị này, nội thất bên trong của xe thì ghế da rất là đẹp luôn, ghế da còn rất là căng và bóng bẩy này. Tiếp theo thì ở đây chúng ta có điều hòa tự động độc lập hai vùng, có đầu DVD, màn hình giải trí đa phương tiện và chúng ta có sạc thông minh không dây. Lên với 2019 những tính năng vừa rồi thì đã cắt đi hết rồi. Đã cắt đi hết nhá, không có một tính năng gì cả trên chiếc xe Kia Seato form mới của 2019 cả. Và cái màn hình ở trước mặt anh chị đây là đã được tích hợp cả màn hình Android rồi. Đây là cuối tháng 10 năm 2020.
2018 thì đã chiếc xe Kia Seato ấy, màn hình của xe ấy thì đã được tích hợp luôn cả màn hình Android anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ lục mà lục Nam Bắc Giang xuống cơ sở mình có chốt không nhỉ? Có anh nhá. Anh cứ đi qua chốt ấy, một là anh test Covid ở trên chỗ nhà anh mà PCR ấy, xét nghiệm chậm đấy, nó sẽ được cho anh trong vòng 72 giờ thì anh có thể đi lại là bình thường thoải mái luôn. Và không nữa, nếu mà không nữa thì anh xuống tại chốt anh test nhanh cho em. Test nhanh thì mất tầm khoảng độ 230. Nếu mà muốn vào bên em thì vẫn có chốt nhá. Anh nếu mà muốn vào thì anh cứ đi qua chốt anh test luôn tại chốt được. Đấy. Hoặc là anh test PCR, anh test chậm thì cái đấy thì nó rẻ, mà vừa thứ nhất là vừa rẻ này, thứ hai là mình đi được thoải mái hơn. Là test nhanh cũng tầm lấy tiền mà lại đi chỉ có được một và được một lúc thôi. Là ra cũng không, nếu mà muốn đi lại vào lần nữa thì cũng không được nhá. Còn tiếp theo thì trước mặt em đây, đó chính là mẫu xe Kia K3 cho anh chị đây. Kia Seato 2018 này banh được bao nhiêu vậy ạ? Chiếc xe Kia Seato 2018 vừa rồi em giới thiệu cho anh Thanh Thu Trương ấy, thì chiếc xe đó bên em đang hỗ trợ banh cho anh là 50% hoặc là đến 55% nhá. Từ 50 đến 55%. Đấy, nếu mà anh mà muốn làm trả góp thì liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em để được tư vấn trực tiếp, nó sẽ chi tiết hơn và anh sẽ làm trả giá được này. Đấy, mặc cả cũng làm việc trực tiếp với chị Thùy, giao xe như nào, anh ở đâu, muốn bên em hỗ trợ cái gì thì liên hệ trực tiếp với chị Thùy giúp em qua số điện thoại là 0789 299 111 ạ. Xin chào anh Phạm Công Chức ạ, hai cầu tầm 400 tham khảo với chú em. Anh ơi, nếu mà tầm hai cầu mà tầm 400 thì hiện tại nhà em không có anh nhá. Cao hơn một chút đi ạ, cao hơn đi anh nhá. Có bán tải hai cầu số sàn anh nhá, có bán tải hai cầu số sàn máy dầu đấy, 5 chỗ ngồi đấy là dòng bán tải đấy ạ, nếu anh quan tâm ạ. Đây nhá, trước mặt em đây là mẫu xe Kia K3 cho anh chị đây. Mẫu xe Kia K3 2015 này, động cơ 1.6 số sàn. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 378 triệu đồng. 378 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3 số sàn đời 2015 này. Lớp sân của xe rất là đẹp luôn. Form dáng của xe cũng còn nguyên form, nguyên dáng. Đấy. Và bên em đang chào bán với giá là 378 triệu đồng cho anh chị đây. Đây chính là phần nội thất bên trong đây ạ. Đó, ghế da đây ạ. Ghế da rất là đẹp luôn này. Quay con bán tải đi ạ. Bán tải thì hiện tại nếu mà anh quan tâm thì anh liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em nhé. Bán tải ở bên kia cơ anh ơi, ở cuối bãi cơ. Đây, phần nội thất bên trong của xe, ghế da rất là đẹp luôn này, 2015 nhé. Đó, chúng ta có thể thấy là nhìn này, những cái đường chỉ rất là nổi bật luôn, rất là đều. Đấy, ghế da công nghiệp này. Đấy, Kia K3 này còn thương lượng được nữa không bạn? Có thương lượng được nữa anh Hiếu Tôm nhé. Nếu mà anh muốn thương lượng ấy thì anh liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em qua số điện thoại là Zalo 0789 299 111, hoặc là anh có thể gọi điện trực tiếp ngay bây giờ anh nhé. Đấy, hoặc là anh có thể gọi được điện thoại trực tiếp đi ạ, hoặc là anh kết nối thêm cho em một số nữa là 0839 834 834 nữa ạ nhá anh nhá. Em cảm ơn anh. Và tiếp theo thì sang bên này đây nhé, có đây chính là mẫu xe Hyundai Accent đấy ạ. Quay cho mọi người là mẫu xe Hyundai Accent số sàn đời 2019 này. Hyundai Accent số sàn 2019 sử dụng động cơ của xe là 1.4. Và bên trong thì bác chủ cũng đã lắp thêm cho chúng ta đó chính là camera hành trình. Và với chiếc xe này đây thì cũng đã được bọc ghế da rồi. Nếu anh chị nào đã tham khảo qua về dòng Hyundai Accent thì nếu như từ trong hãng ra thì sẽ không có ghế da và sẽ không có camera hành trình. Đấy anh chị nhá. Và ở đây thì bác chủ đã bọc cho chúng ta và lắp thêm cho chúng ta là camera hành trình rồi, với mức giá là 425 triệu đồng. Hỗ trợ được cho anh chị là bao rút hồ sơ. Còn đối với chiếc xe này sẽ hỗ trợ làm trả góp cho anh chị được lên đến là 60% anh chị nhá. 60% giá trị của xe, 60% giá trị của xe ạ. Xin chào anh Thịnh Tiến Thịnh nhá. Anh mà quan tâm đến bán tải ấy thì anh liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em qua số điện thoại Zalo 0789 299 111 để xem video trực tiếp này. Cái thứ hai nữa là cho anh cái thứ hai là tiện lợi cho anh về cái việc trả giá nhá, làm giá cả luôn nhá.
Fortuner máy dầu thì hiện tại nhà em không còn rồi anh ơi. Anh Tiến Hồ ơi, anh Tên Hồ ơi, Fortuner máy dầu hiện tại nhà em đang hết hàng nhá. Và xin chào 170 người đang xem ở trên YouTube. Mọi người giúp em một like và một chia sẻ nhá. Em cảm ơn mọi người. Xin chào 238 người xem ở trên Facebook ạ. Xin chào mọi người nhá. Mọi người cũng giúp em một like và một chia sẻ nhá. Và tiếp theo thì ở bên này đây, em xin giới thiệu tới quý anh chị, đó chính là mẫu xe Hyundai Accent bản đặc biệt sản xuất năm 2018 này. Và sử dụng động cơ của xe là 1.4 số tự động đây. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 505 triệu đồng. 505 triệu đồng đây, mẫu xe Hyundai Accent bản đặc biệt cho anh chị. Form dáng của xe rất là đẹp luôn. Mâm la răng thể thao, mâm này là mâm la răng phay. Đó, xe rất là đẹp luôn. Vios màu vàng cát E2G cho giá. Xin chào anh Hiền Thu ạ. Vios màu vàng cát sản xuất năm 2018 và sử dụng động cơ là 1.5 số sàn bản E. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe Vios đó là 389 triệu đồng. 389 triệu đồng ạ. Chị Lê Thùy với anh Dũng là anh em nha anh chị nhá. Đây, phần nội thất bên trong của xe đây, ghế da rất là đẹp luôn này. Ghế da còn rất là căng và bóng bẩy cho anh chị đây. Và với chiếc xe này thì chúng ta có thể thấy này, km chạy chuẩn của xe thì em quay vào thì trên màn hình thì em nhìn thấy nó rất là mờ. Và ngay bây giờ em sẽ đọc cho mọi người là 33.198 km. Đây chính là km chạy chuẩn của xe. Còn ở trên vô lăng thì chúng ta có thể thấy luôn là ở đây vô lăng thì được tích hợp phím tăng giảm âm lượng và nút nghe gọi. Chúng ta được tích hợp chế độ cruise control, chế độ ga tự động anh chị nhé, hạn chế tốc độ và có điều hòa tự động anh nhé. Xin chào anh Bình Bao ạ. Xpander nhà em có màu trắng và màu bạc anh ơi. Đối với chiếc xe màu trắng thì gần như là đầy đủ đồ luôn. Từ màn hình Android, camera lùi, có hả cả ghế da. Rồi tiếp theo nữa là đã được bác chủ độ lên đèn bi salon ở dưới đấy, đèn gầm của xe đấy thì cũng đã được bác chủ độ lên rồi anh chị nhá. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến dòng Xpander thì em chút em sẽ quay cho anh chị xem nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang tới dòng Hyundai Elantra cho anh chị đây. Mẫu xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2019 ạ. Và sử dụng động cơ của xe thì là 1.6 số sàn. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 495 triệu đồng. 495 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Elantra cho anh chị ạ. Form dáng của xe rất là đẹp luôn này. Hyundai Elantra đây anh chị nhé. Đó, form dáng của xe rất là đẹp luôn. Với cụm đèn pha chúng ta có thể thấy là rất là hầm hố luôn. Nhìn trông rất là mạnh mẽ luôn này. Hyundai Elantra anh chị nhé, 495 2019. Và tiếp theo nữa là chúng ta ở đây với chiếc xe này thì đăng kiểm vào phí đường bộ một cái còn đến tháng 10 năm 2022 và một cái còn đến tháng 4 năm 2022 anh chị nhé. Xin chào anh Tên Hổ, Honda Civic hiện tại nhà em đang hết hàng. i10 sedan đời 2018-2019 không em? Xin chào anh Cảnh Bùi. Anh Cảnh Bùi ơi, nhà em có anh nhá, Hyundai i10 sedan 2019, động cơ 1.2 số sàn bản đủ anh nhá, bản đủ ạ. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe đó là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng anh nhá. Và ngay bây giờ sẽ mở bên trong với phần nội thất của chiếc xe Hyundai Elantra 2019 này cho anh chị tham khảo qua đây. Và số sàn màu đen nhà em có anh ơi, và số sàn màu đen nhà em có nhá. Kia Sorena máy dầu hiện tại nhà em lại đang hết hàng rồi. Đây, Kia Carrera đời 2016 anh Văn Ninh Phạm ơi, Kia Carrera 2016 á, 2.0 số sàn đăng ký 7 chỗ ngồi, bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng nhá, vẫn bớt bình thường luôn, bớt thoải mái, bớt tẹt ga khi anh chị kết nối đến Zalo của chị Lê Thùy. Đấy, đây chính là phần nội thất bên trong của xe đây, ghế da, ghế bên trong là ghế lỉ nguyên bản này, ghế lỉ nguyên bản anh chị nhá. Và tiếp theo nữa là trên mặt phần táp lô táp ly đây của xe rất là đẹp luôn này. Điều hòa cơ, đề lỗ thông minh. Xe chạy chuẩn là 23.703 km. Đây chính là km chạy chuẩn của xe anh chị nhá. Đấy, anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Elantra form mới số sàn này thì liên hệ trực tiếp tới chị Thùy. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn biết là chiếc xe này làm trả góp được bao nhiêu thì em xin đọc cho anh chị là chiếc xe này là sẽ là hỗ trợ được cho anh chị làm trả góp từ 60 đến 65%. Đấy, từ 60 đến 65% anh chị nhá. Quay Vios số sàn màu đen. Ok anh Kim Thăng Dương nhá, để em chút ạ. Mazda 3 nhà em có anh ơi, Mazda 3 2015 nhá. Em ơi, Mazda 3 2015 giá bao nhiêu vậy? Xin chào anh Đức Tiến ạ. Mazda 3 2015 nhà em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng anh ơi. Vios màu 2018 màu dòng vàng cát 350 được không? Không được anh ơi.
cao thì ở đây Kia K3 2016 hiện tại anh em đang hết hàng rồi anh ạ. Fortuner 2015, 2016 máy dầu hiện tại anh em cũng đang hết hàng Anh Quốc, Hiệp Lương nhá. Tiếp theo thì đây, anh chị nào quan tâm đến dòng Vios số tự động bản E này 2017 màu trắng đây thì anh chị tham khảo luôn hộ em với nhá. Đây chính là mẫu xe mà em đang quay cho anh chị đây, 2017 1.5 số tự động bản E, 389 triệu đồng Vios đây ạ. Một chiếc xe mà cũng được rất là nhiều anh chị tin dùng và sử dụng này. Động cơ bền bỉ, chạy thì tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đồ giá thành thay thế thì cũng rất là hạt rẻ luôn. Xin chào anh Nương Nguyễn ạ. Biển chiếc xe này ở đâu ạ? Biển nếu mà biển Mazda hay là biển Vios ạ? Biển Mazda ấy thì là ở Bắc Giang. Còn biển của chiếc xe này Vios số tự động bảng E này thì ở 62A nhá. Con này biển ở 62A anh Lương Nguyễn ơi. 62 ạ, biển 62 anh ơi. Đấy, anh Lương Nguyễn nhá. Với chiếc xe này thì hệ thống phanh ABS thì được trang bị là hai bánh trước anh chị nhá. Hai bánh trước này. Tiếp theo thì chúng ta có xi nhan tích hợp chân gương đây. Đó. Xin chào anh Đức Tiến nhá. Em báo giá cao. Đây là em đang báo giá của công ty. Đấy, em đang báo giá của công ty. Còn chị Thùy là chị Thùy báo giá cho mọi người là báo giá bán. Anh lưu ý giúp em nhé. Đây, như chiếc xe này vừa rồi em báo giá cho anh chị là 389 triệu đồng đúng không ạ? Đấy, là em đã giảm cho anh chị là 10 triệu rồi. Khi anh chị kết nối Zalo số điện thoại của chị Thùy thì sẽ được giảm thêm nữa anh chị nhé. Đấy, đây là giá là em đã giảm cho anh chị 10 triệu rồi. Đó, nên là nếu mà chị Thùy chị livestream ấy là chị Thùy chị báo giá bán cho mọi người luôn. Đấy, chứ không phải là báo giá cho mọi người tham khảo nữa. Là một là chị Thùy là báo giá bán luôn cho mọi người. Đấy. Xin chào anh. Kia Morning hiện tại anh em có nhá, 2019 1.2 số tự động. Bên em đang chào bán với giá là 355. Santa Fe 2010 thì hiện tại anh em đang hết hàng rồi chị Trà Nguyễn Thị Quỳnh ơi. Hiện tại thì dòng đấy nhà em hết ạ. Xin chào chị Hoa Hướng Dương nhá. Cerato hiện tại nhà em có anh chị ơi. Nếu mà anh nếu mà chị quan tâm thì chị có thể comment ra là chị đang quan tâm đến xe ô tô số sàn hay là số tự động ạ, form cũ hay là form mới ạ, để em sẽ giới thiệu cho chị nhé. Còn anh chị nào mà quan tâm đến dòng Vios màu đen biển Hải Phòng này chúng ta tham khảo luôn đây. Vios số sàn 2015 và sử dụng động cơ là 1.5 anh chị nhé. Đây ạ, Vios số sàn bản E này 2015 đây ạ. Và bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Xin chào anh Minh Quân ạ, Mazda 6 đợi em chút xíu ạ. Ở Tucson đời 2000 thì tại nhà em đang hết hàng. Xin chào anh Đức Tiến nhé. Mazda 3 2015 anh nhé, 1.5 số tự động ấy thì bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng ạ. Đấy, số tự động mà form cũ ạ, số tự động form cũ thì hiện tại nhà em lại đang hết hàng. Đấy, nếu mà chị có thể cố lên một chút được không ạ? Chị cũng có thể tham khảo với bản Luxury của 2019 form mới số tự động đấy ạ. Và bên em đang chào bán với giá là 565 nhé, 565 triệu đồng chị ơi. Chị có thể tham khảo qua. Xpander màu trắng giá bao nhiêu? Xpander màu trắng bên em đang chào bán với giá là 475 triệu đồng, 475 triệu đồng. Con ấy thì đẹp đẹp thôi rồi luôn. Đẹp không có chỗ nào để chê cả. Đây. Cerato số tự động biển 34DM. Ok anh, đợi em chút xíu ạ. Cố gắng đợi em chút xíu anh DK Việt nhé. Đợi em chút xíu ạ. Đây, phần nội thất bên trong của chiếc xe Vios này. Vios số sàn bản E 2015 đây. Bên trong thì bác chủ cũng đã lắp thêm cho chúng ta, đó chính là cái màn hình Android đấy ạ. Màn hình Android nhá. Đây, nội thất bên trong ghế da cũng đã được bọc và rất là đẹp luôn. Chúng ta có ghế chỉnh điện đa hướng này. Xin lỗi mọi người, gương kính chỉnh điện ạ, em nói nhầm nhá. Gương kính chỉnh điện này và cục điện luôn nhá. Đó, Vios số sàn 2015 335 triệu đồng, 335 nhá. Chốt giá cho mọi người lại là 335 này. Đấy, đã giảm cho mọi người 10 triệu này. Đấy, trên này là 345 này, giảm luôn cho mọi người 10 triệu nhá. Còn khi anh chị nào đến với cửa hàng bên em sẽ được giảm giá tiếp nhá. Form dáng của xe rất là đẹp luôn này. Tiếp theo thì Mazda 6 luôn anh Minh Quân. Đây, Mazda 6 cho anh luôn này. Đây anh nhá, 655 triệu đồng, 2018 đây. Mazda 6 2018, động cơ 2.5 phiên bản Premium. Đấy, và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá đó chính là 655 triệu đồng. Hỗ trợ cho anh chị là bao rút hồ sơ và giao xe tận nhà.
Xin chào anh Lê Quốc Cường nhé. Mazda 6 này là 2018 ạ. Và động cơ của xe là 2.5 số tự động phiên bản Palladium. Đấy, và bên em đang chào bán với giá là 655. Xin chào anh Thiện Auto nhé. Chúc ok anh nhé. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Xin chào anh Đức Vượng, có 350 triệu mà mua xe nào? Nhà 5 người thôi. 350 triệu đúng không anh? Anh có thể tham khảo cho em mẫu xe Toyota WeGo số tự động 2019 1.2 anh chị nhé, 1.2 Toyota WeGo ấy, rất đi 5 người rất là ok luôn, form dáng nhỏ gọn. Nếu mà anh quan tâm đến mẫu xe Toyota WeGo ấy thì anh có thể liên hệ trực tiếp tới chị Thùy để chị Thùy sẽ gửi video trực tiếp cho anh nhé. Zalo gửi hình kết nối 0789299111 ạ. Gửi chi tiết số sàn màu đen cho anh nhé. Xin chào anh Kim Thăng Dương nhé. Anh Kim Thăng Dương ơi, anh hãy nhắn tin vào Zalo số điện thoại của chị Lê Thùy là 0789299111, hoặc là anh nhắn tin trực tiếp vào cái fanpage Facebook này của em này để nhân viên bên em sẽ gửi trực tiếp cho anh nhé. Đấy, xem Mazda 6 chạy được bao nhiêu vạn rồi. Mazda 6 đúng không anh? Mazda 6 thì đây em sẽ mở cho mọi người xem nhé. Đây, Mazda 6 chạy được bao nhiêu km rồi. Đây, mở luôn cho mọi người xem này. Đây ạ, Mazda 6 chạy chuẩn là 5.2370 km này, 5.2370 km nhá. Đấy, đấy là km chạy chuẩn của xe đấy ạ. 5.2730 km, đấy chính là km chạy chuẩn của chiếc xe Mazda 6 2018 phiên bản Palladium, động cơ 2.5 đấy ạ. Đó, anh Lê Quốc Cường nhá. Nếu anh quan tâm chiếc xe này, muốn làm giá cả thì liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em. Đấy, để chị Thùy sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị nhá. Xpander màu 2019 ấy, thì nhà em có màu bạc nhá. Xpander 2019 nhà em có màu bạc ạ. Tiếp theo thì sang bên này đây, nhà em có đây chính là mẫu xe Hyundai Elantra đấy ạ. Mẫu xe Hyundai Elantra 2018. Động cơ của xe là 1.6 số sàn và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 465 triệu đồng nhá. Đấy, Kia K3 nhà em có anh Hùng Hưng Đỗ Phạm nhá. Kia K3 475 triệu đồng. 375 ạ, xin lỗi mọi người, 375 triệu đồng nhá. 375 Kia K3 màu vàng cát đấy, 375 nhá. Đấy. Còn anh nào mà muốn xem Kia Seato biển Hải Dương, đây, Kia Seato biển Hải Dương số tự động đây. Nhà em là có hai chiếc nhá. Và chiếc này đây thì là bản tiêu chuẩn đây. Chiếc này là bản tiêu chuẩn này. Đấy ạ. Chiếc này là bản tiêu chuẩn anh chị nhá. Bản tiêu chuẩn này. Đó. Kia Seato biển Hải Dương bản tiêu chuẩn tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Bản này là bản tiêu chuẩn này. Thì với bản tiêu chuẩn này chỉ hơn số sàn là được cái hộp số thôi, được hộp số tự động thôi. Còn tất cả đều giống như hết số sàn, option cũng thế, không có gì thay đổi cả. Đấy, chỉ hơn được mỗi số sàn là hộp số tự động, còn đâu thì không có cửa sổ lock này, không có ghế điện này và không có màn hình này. Đấy, ở bên trong màn hình thì đã được bác chủ lắp thêm nhá. Màn hình là màn hình Android. Đấy, màn hình rất là đẹp luôn. Và form dáng của xe thì cũng rất là đẹp đây. Nguyên form nguyên dáng này. Mâm la răng thể thao. Và đây em sẽ mở bên trong cho mọi người nhá. Đây ạ. Tại vì sao em nói như vậy thì ngay bây giờ đây, có chế độ cruise control nhá. Không có nút nghe gọi này. Đấy, không có nút nghe gọi nhá. Nó chỉ khác mỗi số sàn hộp số tự động thôi. Đấy, còn ra ngoài ra là cũng chả có gì. Đây, điều hòa cơ nhá. Đấy, mặc dù là số tự động nhưng mà lại là điều hòa cơ. Và màn hình Android này đã được bác chủ lắp thêm này, bác chủ lắp thêm nhá. Đấy. Bác chủ lắp thêm Kia Seato số tự động Elantra 2017 số tự động, nhà em có 2.0 màu trắng 500 triệu đồng. Elantra đấy ạ, 500 triệu đồng nhá, 2.0 số tự động 500 nhá. Xin vài giá con Vios ạ. Vios thì nhà em rất là nhiều. Vios là rất là nhiều luôn. Từ 2014 này, 2015 này, 2018 này và 2017 này. 2017 là bản G, bản E nhé. 2017 là bản E số tự động. Đấy, còn 2015 màu bạc bản G 415. Rất là nhiều luôn.
Để mà anh muốn tham khảo đồ với dòng Vios ấy thì anh hãy liên hệ trực tiếp tới chị Thùy. Đấy. Còn tiếp theo thì xuống này đây. Đây chính là mẫu xe Kia Seltos bản Luxury biển Hải Dương cho anh chị đây ạ. Kia Seltos bản Luxury 2019 và động cơ của xe thì là 1.6 số tự động. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 565 triệu đồng. 565 triệu đồng anh chị nhé. 565 ạ, 2019 đây nhé. Cho mình xem Hyundai Accent. Xin chào anh Nguyễn Đức. Anh Nguyễn Đức thì anh Nguyễn Đức đang quan tâm đến dòng Hyundai Accent bản đặc biệt hay là Hyundai Accent bản bay hay là Hyundai Accent số sàn bản đủ, anh hãy ghi rõ ra để em sẽ giới thiệu cho anh sẽ chi tiết hơn anh nhé. Xin chào anh Thu Mai ạ, xin chào anh ạ, xin chào mọi người nhé. Và tiếp theo thì đây, ở dưới này đây thì nhà em có đây chính là mẫu xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2020 đây. Mẫu xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2020 cho anh chị này. Động cơ của xe là 1.4 và bên em đang chào bán với giá là 525 triệu đồng. 525 triệu đồng anh chị nhé, biển Bắc Linh 99A. Đấy. Xin chào anh Hùng Đỗ Phạm, Kia K3 số tự động hiện tại anh em đang hết hàng rồi. Kia 3 K3 số tự động hiện tại anh em đang hết hàng nhé. Còn tiếp theo thì nếu mà bên này đây anh chị muốn quan tâm đến Accent số sàn ấy thì ở đây anh em có cả Hyundai Accent số sàn 2020 đây. Hyundai Accent số sàn 2020 cho anh chị này, 1.4 và bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. 445 triệu đồng nhá. Xin chào anh Sơn Thanh Nguyễn Thanh ạ. Ok anh ơi. Santa Fe đời 2009 đến 2010 nhà em không có nhá. Seato bản đủ bao nhiêu em? Seato bản đủ nhà 565 anh nhá. Còn Seato bản tiêu chuẩn thì 540. Hyundai Accent đây, số sàn 2020 này, 445 triệu đồng này cho anh chị đây. Bên em có làm trả góp anh Hoàng Hải nhé. Cả đời càng cao thì làm trả góp càng cao. Và anh Hoàng Hải lưu ý giúp em là nếu anh muốn làm trả góp ấy thì anh vui lòng là chọn từ đời 2013 trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ được cho anh nhé. Đấy, Mazda 3 2015 chốt 420, cái này thì liên hệ trực tiếp tới chị thì giúp em. Em chỉ là nhân viên, em không báo giờ, em không chốt giá được cho mọi người nhé. Hyundai i20 thì hiện tại này nhà em lại có anh nhá, màu đỏ luôn, 2015, đăng ký lần đầu 2016, 445 triệu đồng. Đấy là Hyundai i20 anh nhá, số tự động 1.4, 445 triệu đồng. Đấy, nếu anh quan tâm thì kết nối Zalo số điện thoại của chị Thùy giúp em. Đấy. Và tiếp theo thì trước mặt em đây, đó chính là mẫu xe Hyundai Accent số sàn đời 2019 này. Hyundai Accent số sàn đời 2019, động cơ của xe thì là 1.4 và bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. Đấy, 385 triệu đồng nhá. Và anh chị nào mà muốn bán xe hay là muốn đổi cáp xe sang trong thời điểm dịch như này, anh chị có thì cứ liên hệ với bên em nhé, bên em sẽ thu mua hết. Đấy, anh chị nào có xe muốn bán thì cứ liên hệ đến bọn em sẽ thu mua hết cho anh chị nhé. Còn anh nào chị nào vừa rồi muốn xem Vios 2017 đây. Vios 2017 thì anh chị xem luôn cho em nhé. Đây ạ, Vios 2017 bản E này, số tự động đây. Xin chào anh Sơn Nguyễn Thanh ạ, Vios 2017 E. Ok đây anh ơi, đây anh nhá. Đây ạ, đây màu trắng này cho anh này, 389 triệu đồng đây ạ, Vios số tự động bản E, 389 triệu đồng đây. Bên trong thì cũng đã được lắp thêm màn hình Android rồi. Xin chào anh Long Trần ạ, xin chào anh nhá. Đây này, phần nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất bên trong của xe đây ạ, ghế da rất là đẹp luôn này. Có màn hình Android đây, điều hòa cơ. Còn anh chị nào muốn xem Kia Rio đúng không ạ? Đây, Kia Rio đây anh chị nhá. Đây này, mẫu xe Kia Rio số tự động đây ạ, 2015 đây. Form dáng của xe rất là đẹp luôn. Xin chào anh Sơn Thanh Nguyễn, vừa quay trong ạ, vừa rồi em quay cho anh xem đấy ạ. Đây, bây giờ em sẽ quay lại cho anh nhá. Đây, quay lại duy nhất một lần nữa cho anh xem đây. Vios số tự động bản E 2017, 389 triệu đồng. Đây em sẽ quay lại cho anh nhé. Phần ghế da này, ghế da đây rất là đẹp luôn này. Đấy. Và màn hình Android, màn hình OLED thì màn hình này cũng rất là đẹp luôn. Đây ạ, màn hình OLED đây. Đấy. Order đúng không anh? Order thì đây, em sẽ mở lên luôn. Order nhá, mọi người đợi em chút này, cho anh xem order luôn này. Order của chiếc xe này là 7.6185 km. Đấy anh nhìn thấy chưa? Đây nhá. Đó,
76.185 km này. Đấy, order đấy. Nếu mà anh muốn quan tâm và chốt giá ấy, liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em nhá. Có làm trả góp anh ơi, mọi người ơi, có làm trả góp nhá. Hỗ trợ làm trả góp được cho mọi người từ đời 2013 trở lên. Anh chị nào muốn làm trả góp thì cứ chọn là từ xe từ đời 2013 trở lên nhá. Đó. 375 được không? 375 ạ. Cái này liên hệ trực tiếp tới chị Thùy đi anh Sơn Nguyễn Thanh ơi. Anh Sơn Nguyễn Thanh nhá, liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em nhá. Em không chốt được giá đâu anh ạ. Mong anh thông cảm giúp em, mọi người thông cảm giúp em nhá. Mọi người trả giá thì mọi người phải trả giá tới chị Thùy, kết nối Zalo trả giá nhá. Và xem xe trực tiếp, làm việc trực tiếp đấy với chị Thùy. Còn em chỉ là nhân viên, em chỉ biết báo giá cho mọi người để mọi người tham khảo thôi nhá. Cerato bản Durex ạ. Cerato bản Durex thì hiện tại nhà em không có anh ơi. Nhà em chỉ có bản tiêu chuẩn thôi và bản luxury thôi nhá. Còn tiếp theo thì anh chị nào vừa rồi muốn tham khảo Kia Rio đây. Đây ạ, mẫu xe Kia Rio đây, 2015 này. Sử dụng động cơ của xe là 1.4 số tự động đây. Đây anh chị nhá, 389 triệu đồng. 389 này. Đây em Kia K3 bao nhiêu rồi em mà xin giá clip nhé. Ok anh Vũ ơi, anh Vũ hãy kết nối Zalo số điện thoại của chị Thùy giúp em nhé. Kia K3 thì 2015, 1.6 số sàn. Và bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Nếu anh quan tâm, vui lòng kết nối Zalo chị Thùy để xem video trực tiếp ạ. Bên trong thì cũng đã được bác chủ đắp thêm màn hình Android này. Đấy, màn hình OLED đây. Hầu như là mọi người đều lắp màn hình OLED này. Màn hình OLED thì rất là xịn. Đấy, cũng rất là xịn luôn. OLED và Retech. Đấy. i10 bản đủ á, i10 nhà em có số sàn bản đủ anh ơi. Nếu anh quan tâm thì anh hãy liên hệ trực tiếp tới chị Thùy nhá. Anh muốn quan tâm i10 số sàn bản đủ hay là số tự động bản đủ ạ? Nếu mà số tự động thì nhà em không có, nhà em chỉ có số sàn thôi. Còn tiếp theo thì trước mặt em đây đó chính là mẫu xe Kia Seato cho anh chị đây. Mẫu xe Kia Seato này. Mẫu xe Kia Seato đây 2019, động cơ của xe là 1.6 số sàn. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe Kia Seato số sàn 2019 này với mức giá đó chính là 495 triệu đồng anh chị nhé. Kia Seato này 495. i20 nhà em có anh ơi, i20 nhà em có 2015 đăng ký 2016, 1.4 số tự động. Bên em đang chào bán cho chiếc xe đó là 389 triệu đồng nhá. Vios màu vàng cát thì nhà em còn anh ơi, Vios màu vàng cát nhà em có 2018 nhá. Bên em đang chào bán với giá là 398 triệu đồng. Đấy. Đây tiếp theo đây, Kia Seato bản Luxury cho anh chị đây ạ. Seato bản Luxury đây nhá. 2019 này. Và bên em đang chào bán với giá là 565 đi ạ, 565 triệu đồng nhá. Đó. Vios màu vàng cát có anh ơi, anh cứ liên hệ trực tiếp tới chị Thùy đi. Giá vừa rồi thì em đã đọc cho anh rồi. Đấy, nếu mà anh quan tâm thì anh cứ liên hệ trực tiếp tới chị Thùy nhá. Form dáng rất là đẹp luôn này. Đấy. Mâm lan răng thể thao. Một chiếc xe phân khúc hạng C. Và đây chính là phần nội thất bên trong của xe này. Đây ạ. Xin chào anh Quang Trần ạ. Santa Fe máy dầu hoặc là Asen 2014. Hiện tại nhà em lại không có anh nhá. Không có rồi anh ơi. Đây ạ. Ghế da này rất là đẹp luôn này. Tiếp theo thì đây, trước mặt em đây đó chính là mẫu xe Kia Seato đấy ạ. Mẫu xe Kia Seato được sản xuất năm 2018. Động cơ của xe là 1.6 số sàn và bên em đang chào bán cho chiếc xe Kia Seato này với mức giá đó chính là 435 triệu đồng anh chị nhá. 435 đây ạ, Kia Seato 2018 này. Quay mình xem qua được không bạn? Anh Xuân Hùng ơi. Anh đang muốn quan tâm đến dòng Vios đúng không ạ? Vios màu vàng cát hay sao đúng không anh? Nếu mà anh muốn xem cho anh xem Vios số tự động màu vàng cát ạ. Vios số tự động màu vàng cát nhà em không có anh nhé. Nhà em chỉ có số sàn thôi. Nếu anh quan tâm thì nếu nhà em có Vios số tự động màu trắng ấy, bản E đấy. Số tự động màu trắng bản E 2017 385 triệu đồng. 385 nhá. Đấy là Vios số tự động bản E đấy. Nhá. Còn tiếp theo thì đây chính là mẫu xe Hyundai Accent đây.
Hyundai Accent 2019 này, 1.2 số sàn bản đủ, 1.4 số sàn bản đủ đây. Và bên em đang chào bán với giá là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng anh chị nhá. 425 này. Tiếp theo thì sang tới bên này đây nhà em, có mẫu một mẫu xe được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh. Đây ạ. Một mẫu xe được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh như là chiếc xe Foreco Focus. Đây ạ. Đây chính là mẫu xe Focus nhá, bản Titanium 2016 và động cơ của xe là 1.5 số tự động ạ. Xin lỗi mọi người. 1.5 số tự động nhá. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá đó chính là 455 triệu đồng. 455 triệu đồng cho anh chị đây, 455 triệu đồng này. 7 chỗ ngồi ạ. Ok, đợi em chút nhá. 7 chỗ thì đợi em chút ạ. Đây form dáng của chiếc xe Focus này. 2016 này, 1.5 số tự động và bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng ạ. 455 nhá. Đấy. Còn 7 chỗ ngồi gì? Đây, 7 chỗ ngồi đây cho anh chị đây ạ. Đây chính là mẫu xe Kia Rondo máy dầu đây, màu trắng cho anh chị nhá. Kia Rondo máy dầu màu trắng 2015 ạ. Động cơ của xe là 1.7 máy dầu này. Và xe được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đấy. Và ở đằng sau thì bác chủ cũng đã lắp thêm cho chúng ta cái cảm biến nhá. Anh Vũ đã kết bạn Zalo rồi nhé. Ok anh ơi, để chị Thùy chị sẽ check tin nhắn kết nối Zalo của anh nhá. Ok anh. Đây nhá. Kia Rondo này 2015 đây, 1.7 máy dầu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi này. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 445 triệu đồng đi ạ. 445 anh chị nhá. Đấy, 7 chỗ ngồi này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang i20. Đấy, i20 cũng rất là nhiều anh chị hỏi. Thì đây, có luôn i20 cho anh chị đây ạ. Mẫu nhà em thì mẫu mã xe rất là dạng luôn. Mẫu xe nào cũng có. Đấy, cứ tầm tiền phân khúc từ 1 tỷ rồi trở xuống thì rất là nhiều nhá. Đây chính là mẫu xe Hyundai i20 cho anh chị này. Sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu là 2016 và sử dụng động cơ của xe là 1.4 số tự động và bên em đang chào bán với giá là 435 triệu đồng. Xin chào anh Vũ ạ, kết bạn từ lâu rồi, xem lâu rồi giờ mới dám hỏi xe. Ok anh. Anh ưng chiếc xe nào thì anh cứ nhắn tin hỏi trực tiếp tới chị Thùy nhá. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quan tâm đến cửa hàng bên em ạ. Solata thì hiện tại là nhà em lại hết hàng rồi. Solata hiện tại nhà em đang hết hàng nhá. Còn tiếp theo thì sang bên này đây thì chúng ta có thể thấy luôn ở trước mặt mọi người đây. Và ở đây thì có Ford EcoSport 3 màu cho anh chị. Và cả 3 chiếc này thì là cùng đời. Hai chiếc bên ngoài là biển Hà Nội và ở chiếc màu bạc đây thì là biển Hải Dương. Đấy, hai chiếc bên ngoài ở biển Hà Nội này, nếu anh chị về Hà Nội sẽ không mất tầm khoảng độ là 20 triệu tiền biển nhá. Còn chiếc xe ở đây thì chúng ta có đây, 3 chiếc xe này đồng giá là 400 triệu đồng. 400 triệu đồng anh chị nhá. Đấy, 400 triệu đồng đấy ạ. Ford EcoSport này nhá, 400 triệu đồng. Và ngay bây giờ em sẽ mở nội thất cho anh chị xem qua nhé. Ford EcoSport đây. Đây này. Ghế da thì nguyên bản từ đầu luôn, chưa thay. Đấy, ghế da nguyên bản từ đầu luôn, chưa thay này. Và đây thì bác chủ cũng đã lắp thêm màn hình này. Đấy, có cả camera rồi này và đấy. Nếu ship xe về Hà Tĩnh được không? Ôi giời ơi, ship xe về Hà Tĩnh này đơn giản luôn anh. Đơn giản, nếu mà anh muốn ship xe về Hà Tĩnh ấy, nhà em sẽ ship tận nhà cho anh luôn. Anh ở chỉ ở nhà thôi. Em ship xe vào tận nơi cho anh, tận nhà cho anh nhá. Chỉ cần anh gửi cho em cái định vị, em đi vào tận nhà cho anh xem. Đấy, đã được chưa? Chỉ cần biết địa chỉ thôi. Chỉ cần biết địa chỉ thôi, vào tận nhà luôn. Đấy, riêng ở Hà Tĩnh, anh ở chỗ nào em vào chỗ đấy nhá anh nhá. Nên anh cứ yên tâm đi. Nhà em ship xe toàn quốc cơ. Đấy. Em có xin chào anh nhá. Anh xin chào anh Duy Phan ạ. Fortuner máy dầu 2014-2015 hiện tại này, thì nhà em lại đang hết hàng rồi nhá. Fortuner màu bạc thì nhà em cũng đang hết hàng anh nhá. Fortuner màu bạc thì hiện tại nhà em cũng đang hết hàng. Và tiếp theo thì ở đây nhà em có, đây chính là mẫu xe Fortuner đây,
Mẫu xe này là mẫu xe Fortuner máy xăng. Và chiếc xe này thì được sản xuất năm 2017 nhé. Và động cơ của xe thì là 2.7 ạ, 2.7 nhé. Và đây là phiên bản một cầu biển Hải Dương. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 789 triệu đồng. 789 nhá. Fortuner biển Hải Dương 789 triệu đồng, máy xăng 2017 ạ. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi. Nhiều xe đẹp mà không biết chọn con nào. Đây, anh ơi, anh đang có tầm tiền bao nhiêu? Và anh muốn quan tâm đến dòng 7 chỗ ngồi hay là 5 chỗ ngồi? Nếu anh đi gia đình mà nhà anh đông thì anh có thể tham khảo cho em dòng 7 chỗ ngồi như là Kia Rondo, máy xăng cũng chạy rất là đầm và chắc này. Hoặc là chúng ta có thể tham khảo cả Kia Rondo máy dầu nữa. Có thể tham khảo cả dòng Innova số tự động trước mặt em đây. Đó là Innova Venturer 2018 và sử dụng động cơ của xe là 2.0 số tự động. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 670 triệu đồng. Đấy, 670 triệu đồng. Xin chào anh Nguyễn Quyền nhá. 5 chỗ gầm cao dưới 500. 5 chỗ gầm cao dưới 500 thì anh có thể tham khảo cho em mẫu xe Ford EcoSport 2014 bản Titanium, bản cao nhất mà vừa rồi em quay qua cho anh là 3 mẫu xe màu đỏ, màu trắng, màu bạc đấy. Đấy, hoặc là có thể thêm nếu anh muốn đời cao hơn ấy thì có màu đen của Ford EcoSport bản Titanium và bên em đang chào bán với giá là 450 nhá, 450 triệu đồng. Đấy, còn nếu như mà tầm 500 triệu của anh ấy thì anh có thể tham khảo cho em cả Kia Rondo máy xăng 7 chỗ ngồi cho anh luôn. Xe rất là đẹp luôn. Một tí nữa thì em sẽ quay cho anh xem nhé. Quay xong chiếc xe Innova và Captiva bên này thì em sẽ đến, em sẽ quay cho anh xem luôn. Đấy, với mức giá 500 triệu đồng thì của anh thì rất là nhiều xe để cho anh lựa chọn. Và đây chính là mẫu xe Innova đây, 2017 này. 2.0 số sàn và bên em đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. 545 anh chị nhá. Innova 2017 đăng ký 7 chỗ ngồi, 545 triệu đồng. Đấy. Tiếp theo thì sang bên này đây, nhà em có mẫu xe Captiva máy dầu 2010, 2.0 ạ. Mazda 3 trả trước bao nhiêu tiền vậy? Xin chào anh Hoàng Trần muốn làm trả góp đúng không anh? Mazda 3 2015 sẽ hỗ trợ được cho anh là tầm là 50% đúng không ạ? 400 con đây là 450 à 455 thì anh cứ chuẩn bị cho em tầm 250 triệu nhá. 250 triệu cho em. Tại vì anh còn mua bảo hiểm thân vỏ cơ, bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ nữa. Đấy. Thì đây, mẫu xe Captiva máy dầu 2010 này, sử dụng động cơ của xe là 2.0 số sàn và bên em chào bán với giá là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng anh chị nhá. Đó. Và đây, nếu mà tầm tiền 500 thì anh Nguyễn Quyền chúng ta tham khảo luôn này. Kia Rondo máy xăng 2017 đây, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn này. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 500 triệu đồng. 500 triệu đồng anh chị nhá. Kia Rondo đây, đăng ký 7 chỗ ngồi này. Đấy. Đó. Và tiếp theo thì sang bên này đây. Đây chính là mẫu xe Xpander này. Thì Xpander này nhà em nhận cọc rồi. Con Xpander này nhà em lại nhận cọc rồi nhá. Đấy, biển Hải Dương luôn. Tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Con này thì đã nhận cọc rồi. Đây, tiếp theo thì bên này đây nhà em vẫn còn thêm mẫu xe Kia Rondo máy xăng màu vàng cát nữa cho anh chị tham khảo này. Đây nhá, Kia Rondo màu vàng cát 2018 này. Và sử dụng động cơ của xe là 2.0 số tự động đây. Bên em đang chào bán với giá là 525 triệu đồng nhá. 525 Kia Rondo đây ạ. Màu vàng cát này, đăng ký 7 chỗ ngồi, 525 triệu đồng này. Form dáng rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì bên cạnh chiếc xe Kia Rondo thì ở bên này đây, xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, một chiếc xe Nissan X-Trail 2016 2.0 số tự động. Và bên em đang chào bán với giá là 625 triệu đồng. 625 triệu đồng anh chị nhé, 625. Tiếp theo thì sang bên này đây thì nhà em có mẫu xe Mitsubishi Outlander. Đây ạ, mẫu xe Mitsubishi Outlander đây nhá. Đây, mẫu xe Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2018, động cơ của xe là 2.0 số tự động. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe Mitsubishi Outlander này với mức giá là 675 triệu đồng. 675 triệu đồng anh chị nhá. Đấy. Còn bên cạnh chiếc xe Mitsubishi Outlander thì bên này đây thì chúng ta có
ở đây đó chính là mẫu xe Xpander đấy ạ. Mẫu xe Xpander được sản xuất năm 2019 này, 1.5 số sàn, và bên em đang chào bán với giá là 485 triệu đồng, 485 triệu đồng anh chị nhá. Đấy, 485. Và bên trong thì bác chủ cũng đã bọc ghế da này, có camera hành trình này, có camera lùi, có được tích hợp luôn cả màn hình Android thu nhỏ nữa. Và tiếp theo thì ra ngoài này thì em xin giới thiệu lại cho mọi người nhé. Mẫu xe Innova 2008 này, 2.0 bản G. Đấy, Innova 2008 2.0 bản G cho anh chị này. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe Innova 2008 2.0 bản G này với mức giá đó chính là 255 triệu đồng, 255 triệu đồng anh chị nhé. Đó. Và bên cạnh chiếc xe Innova thì bên này đây nhà em có, đây chính là mẫu xe Kia Carrera đấy ạ. Mẫu xe Kia Carrera thì được sản xuất năm 2016 và sử dụng động cơ của xe là 2.0 số sàn, xe được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 500, à đúng rồi nhầm, xin lỗi mọi người, 300 triệu đồng. 300 triệu đồng nhá, Kia Carrera 2016 này 300 triệu đồng, đời cũng rất là cao đúng không ạ? Đời cũng rất là cao luôn. Kia Carrera đây, 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi, 300 triệu đồng này. Sang tới bên này thì nhà em có, đây chính là mẫu xe Mitsubishi Actrail sản xuất năm 2016 và sử dụng động cơ của xe là 1.2 số 1.2 số tự động, à số sàn ạ, xin. Và bên em đang chào bán với giá là 255 nhá. Lát nữa em quay con Ford Mondeo biển 98A và báo giá luôn. Ok anh Thi Nguyễn nhá. Đây, đợi em chút ạ. Đợi em chút nhá. Đây, mẫu xe Vios số sàn 2014 này, 1.3 biển Hà Nội. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này là 295 triệu đồng đây. 295 nhá. Tầm 300 triệu chúng ta có thể tham khảo mẫu xe này này, Vios đây. Còn bên này đây thì có mẫu xe Vios số tự động 2009 này. Động cơ 1.6 tự động nhập khẩu Đài Loan và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá đó chính là 245 triệu đồng. Đấy. Còn anh chị nào muốn quan tâm Ford Mondeo đúng không ạ? Ford Mondeo thì đợi em chút nhá. Đây Ford Mondeo đây. Ford Mondeo đấy ạ. 2004, động cơ 2.5 động, và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Chiếc xe này thì đã có video rồi. Anh chị nào mà muốn quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới chị Thùy giúp em nhé. Đó. Và em cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm buổi báo giá livestream của em ngày hôm nay, ngày mùng 9 tháng 8 năm 2021 tại địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Và sau đây thì em xin kết thúc livestream ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.